Được đâu? Hơi mình lên đây. Em bị khó thở quá. Ê, xấu đi. Tao ở trong đầu cả Luffy. Ướt đầu chứ anh. Anh bơi cũng rất là đầu. Trên nửa sóng đấy. Đứng lên chân. Không. Uống nước nào ạ? Thử bơi đi. Sao? Anh cứ bảo không sâu mà em thấy nó sâu quá. Nó sâu không tưởng đấy. Em tưởng điện thoại này mình cho xuống nước là nó bị ấy. Nó bị mát. Mày chống nước không? Đúng không? Mày chống nước không? Ép được chống nước. Thì phải lừa bể chả đạp, chả làm gì. Ta chặt hết rồi vậy. Đi lên đi. Bè 8 bờ lớp của tao còn chống nước là. Thì nói anh nó chỉ quảng cáo thế thôi. Tao thử rồi mà không sao. Nhưng cho mày anh bị cong rồi thì bị cong anh đều làm cho nó xuống. Không sao đâu. Mới em không cho giá cho nó xuống bây giờ một cú rồi nhờ. May thả vào nước đá thì nó mới bị thôi. Còn nước này thì là cho mẹ lém mẹ xuống dưới chả sao. Không sao mà.